Thôi nhưng bây giờ là cả hai không nhìn thấy gì đâu. Bây giờ cả hai không nhìn thấy gì đâu.
Tù lắm mà không làm gì được rồi, cũng lâu bằng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm không làm gì được đâu. Hai cháu đến gia đình mình xem có gì khó khăn thì cháu giúp đỡ. Được thôi cháu ạ. Thì nếu mà cái nào thì nói chung là cái gia đình của bác là cũng lâu năm thì bác không làm gì được. Hay mất bác không làm cái gì được thì giờ thì bác cũng rất mong cho cháu giúp đỡ cho bác cái gì là hay cái đấy thôi. Vâng, bây giờ cháu đi xem quá nhá. Được rồi ạ. Cháu về nhà lấy đồ đấy nhá. Ừ, cô ạ. Cháu nhá.
Thank you.
Vậy quên rồi, giờ biến không? Thank you.
Thank you.
快呀！
Thank you.